muốn gì em? Cho em mượn một vài. Có chuyện gì vậy? Cho mượn một vài đi. Gì vậy, gì khóc lóc om sòm vậy? Hả? Của anh Dũng á. Thằng Hùng Dũng của em hả? Ồ chứ ai nữa. Sao, làm gì đang hiếp em hả? Không có, ai cũng nói ảnh á là không phải đàn ông, ảnh thích con trai. Mình em nghĩ nó con trai thôi. Cái gì? Gì? Mấy anh mà cũng nghĩ như vậy nữa hả? Nghĩ gì? Tiệt, em tức ghê á. Nè, hay là do anh ghen ghét với người ta rồi anh đặt chuyện đó hả? Ghen ghét gì? Coi chừng nha, tội nghiệp á. Ôi trời ơi, may quá mà vừa kịp lấy cái cuối cùng, không thì chết luôn. Trời ơi, hôm nay là hàng họ là về là không còn một cái nào luôn. Tất cả không thể chấp nhận được. Đẹp quá đi mất thôi. Anh Dũng. Xin hãy gọi chị là Ánh Dung. Ánh Dung. Ánh Dung. Về đi mày, đỡ về đi. Về. Trời ơi, thấy ghê vậy. Cái gì vậy? Trời cái gì mà Ánh Dung? Cái gì mà Ánh Dung nữa vậy? Tôi giỡn thôi, cái tuồng gì đó, cái bữa tụi mình đi coi đó. Anh giỡn cái gì? Anh đi chơi với mấy bạn đó rồi. Tôi thấy vậy còn nha. Mua áo hai dây nữa, anh mua cho ai? Anh mua cho ai hả? Mua cho ai đó? Trời ơi. Anh nghĩ sao anh mặc vừa mấy cái này vậy? Anh biến thái vừa vừa thôi. Anh biến thái vừa vừa thôi. Này, anh nói bao nhiêu lần em mới tin à? Nhìn cái size này thì anh mặc thế nào được? Em làm sao nhở? Yêu nhau mà chẳng tin nhau gì cả. Này, của ai người giữ? Mua cho em thiệt hả? Trời ơi, người ta giỡn vậy thôi mà lúc nào cũng nghe nghe mấy cái đứa ngoài đường nói á, bạn bè anh vui vẻ không có gì đâu. Anh ai là chỉ thích con gái thôi. Thiệt không? Con gái á, vừa thơm này, da rẻ lại mịn màng, cơ bắp này, ôi rồi lại còn tránh xa nha. Đây cái gì này, tôi thấy ông có vấn đề đấy. Vậy? Đàn ông chạm vào đàn ông thì có làm sao đâu mà ông có phải dãy nảy lên. Ông sợ ông lộ, ông sợ ông lộ. Ông đi sang kia chơi nghe nghe. Người ta đùa tí thế thôi. Lưu lưu rồi ngồi xuống nè, em nói anh nghe nè, em mới biết một cái quán cà phê mới đẹp lắm, dễ thương lắm anh Huy. Bữa nào á anh đi qua bên đó rồi chụp cho tụi em một bộ hình tình nhân nha. Hình tình nhân á? Chuyện nhỏ không sao. Hình tình nhân luôn. Tình nhân thì giả bộ tình nhân cũng được, nhưng mà thiệt cũng được, có sao đâu. Con nghe nè mẹ. Mẹ nói cái gì? Con Milo bị gì? Nó bị xe đụng hả? Lóc cái này là bây giờ có giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ nếu mà là có chuyện ở nhà thì về nhà giải quyết chứ. Đỡ đâu mà ngồi đây khóc thì được cái gì. Anh nói cũng phải. Này. Thôi anh bảo bây giờ đi về đi. Bây giờ đi về trước đi, xem ở nhà có chuyện gì không nhá. Em đi về nhá. Xách quà về nhà cất đi, xách quà làng và xem ở nhà chuyện gì không rồi quay Milo lại nhá. Milo ơi, chị về với em nè. Đi, về xem có cái chuyện gì không chứ. Tội nghiệp quá vậy. Thế đi cái chuyện này. Hay lắm. Anh trai chắc là sắp thịt em gái luôn. Gì ba nói gì hả? Anh trai mưa chứ gì. Anh trai mưa gì? Tôi với cổ là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thân thiết là đúng rồi, mưa gió thì trời. Thân thiết thì thân thiết, tôi nói này. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Cô ấy thích tôi. Thế mà tại sao lúc nãy ông lại còn đưa cái bờ vai ra lại nghiêng nghiêng vào là như thế nào? Ủa, cổ tựa vai anh trước mà. Nhưng mà anh coi nè, cái bờ vai của anh là mở không à. Nó trượt lên trượt xuống luôn đó. Này em coi vai tôi nè ha, dựa vô là có cảm giác an toàn liền luôn. Nói về hả, vai là hả, tôi hơi bị tự tin nha. Thiếu gì người buồn tìm tôi, tựa vô cảm giác an toàn, hiểu không? Nhiều người luôn á. Nhiều người, con gái đó. Xếp hàng dài đó chờ kìa trời. Thật luôn hả ông? Ừ. Wow. Gì vậy? Dợ thử được không? Thử hả? Coi chừng ghiền nha. Ghiền nào được, người ta con trai thẳng. Thử đi. Xem nó có. Ôi trời ơi ông ơi.
Ui ông ơi, nó cứ kiểu vừa cứng cứng vậy lại. Đây bây giờ ông dựa vô cái chỗ này nè, nó mới có nhiều cơ nè. Đây nè, đó, thấy chưa? Ui ông ơi, ui ông ơi, nó kiểu mềm mà nó lại không trượt. Nó vậy mới có cảm giác mà vững chắc như người yêu mình chứ. Ôi trời, thấy không? Đã không? Được không nhỉ? Anh ơi, con Milu nó hỏng sao? Rồi, người ta đang chờ anh trong cơn mưa, giờ em đã sáng mắt, chưa đừng đem người đó em ơi em mà. Đừng để thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Thôi gì vậy? My ơi. Đi đâu vậy? Đuổi theo người ta khóc quá khóc kìa. Đuổi theo làm gì? Đuổi theo cho người ta có chỗ dựa chứ. Dựa cái gì? Hồi nãy có dựa được không? Cái vai ông tử coi nè, coi người không có miếng cơ nữa trơn á. Bây giờ muốn có chỗ dựa vững chắc người yêu mình không? Hả? Tôi chỉ ông một số bài tập. Ông tập vô có cơ bắp hẳn hoi, cụ dựa vô một cái cụ mê ông tới già lại luôn. Các bài tập cơ vai tại nhà. Bài tập bust up. Chuẩn bị ở tư thế hít đất, hai tay đặt trên sàn với khoảng cách rộng hơn vai. Siết chặt cơ bụng và cơ mông trong suốt quá trình thực hiện bài tập này. Thân người từ mắt cá chân tới đầu tạo thành một đường thẳng. Hít vào, hạ thân người xuống cho tới khi ngực gần chạm sàn. Dừng lại ở tư thế này trong vài giây, sau đó đẩy người ngược lại vị trí ban đầu càng nhanh càng tốt và đồng thời thở ra dứt khoát. Lặp lại toàn bộ động tác để tiếp tục bài tập cơ vai này. Bài tập Buy Bust Up. Đầu tiên bạn tạo tư thế hít đất và hai tay duỗi thẳng rộng bằng vai. Từ từ đẩy hông lên sao cho thân người tạo thành hình chữ V ngược. Chân và tay duỗi càng thẳng càng tốt. Hít vào, khuỵu cùi chỏ và hạ thân người từ trên xuống cho đến khi đỉnh đầu gần chạm sàn. Dừng lại vài giây và sau đó hít vào từ từ, đẩy người ngược lại vị trí ban đầu cho tới khi hai tay gần như duỗi thẳng hoàn toàn. Lặp lại toàn bộ động tác để tiếp tục bài tập cơ vai này. Bài tập Rap Walk. Dùng hai tay và hai chân để nâng người với cơ thể ngửa lên trên, nâng hông lên khỏi sàn. Để thực hiện bài tập này, cần nâng ngực lên cao và lần lượt bò về phía trước và phía sau. Tập càng nhiều set càng tốt và mỗi set thực hiện khoảng 30 giây. Bài tập Bust, Back Bust Up. Chuẩn bị tư thế hít đất, thân người thẳng, hít vào, hạ thân người xuống, đẩy người ngược lại, quay trở về tư thế hít đất và ngay lúc này đẩy người ngược về sau, duỗi thẳng hai tay. Tiếp tục quay trở lại tư thế hít đất. Bài tập này là một trong những bài tập cơ vai cực kỳ hiệu quả cho nam bởi cơ thể của bạn buộc phải ép cơ vai hoạt động tối đa, giúp đẩy thân người về phía sau. Bài tập Side Plank. Bạn trong tư thế nằm nghiêng người sang một bên và hai chân duỗi thẳng, tựa người lên cùi chỏ trái và cẳng tay. Nâng tay phải thẳng vuông góc với thân người tạo thành hình chữ T. Siết cứng toàn thân bằng cách siết chặt cơ bụng, từ từ nâng hông lên tạo với thân người thành một đường thẳng từ mắt cá chân tới vai. Giữ yên vị trí này và sau đó thực hiện với bên còn lại. Anh Dũng, em biết hết rồi. Đúng như lời người ta đồn, anh thích con trai. Trời ơi, tôi mệt mỏi quá rồi, không thể. Chứ anh không thích con trai thì làm sao hồi nãy anh ngồi anh dựa lên vai của anh Huy? Không phải đâu, lúc đấy là anh thử một tí thôi. Anh muốn có một bờ vai vững chắc để em dựa vào thì nó có thể chỉ cho anh cách. Sao? Anh tập mà sao bây giờ cái vai anh vẫn còn mỡ gì? Đâu có cái gì mà tập mà nó hết mỡ ngay, nó to ngay đâu. Anh á, chỉ thích con gái á. Đây là My thôi. Không tin đâu. Nếu như mà anh thích con gái thì anh chứng minh đi. Chứ anh nói như vậy không ai mà tin. Chứng minh như thế nào? Thì ai mà biết đâu, anh là con trai thì anh phải tự biết làm sao chứng minh cho. Thì bây giờ đi về chứng minh luôn nha. Thôi đi, thôi đi, đồ thích con trai. Anh không thích con trai. Dũng ơi, tập mệt không vậy? Em đem nước cho anh nè. Anh Dũng à, sao anh bỏ em theo với My vậy? Người ta đang chờ anh trong cơn mưa, giờ em đã sáng mắt. Chưa đừng theo người đó em ơi em mà. Đừng để thù oán đau lòng mẹ cha. Con đi cái mặt sai chỗ rồi. Như em cần người ta biết ta cơ mà. Em mình em nhảy à. Ủa mình anh nhảy em biết nhảy. Em nhảy à, anh có chưa. Không, không mọi người phải dạy nhảy xong lại cái ấy về lại chứ.